Mẹ Maria, giờ đây chúng ta cùng tán dương danh Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chiều hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng với Hội Lazio Maria mừng bổn mạng. Đúng ngày bổn mạng là hàng năm vào ngày 31 tháng 5, lễ kính Đức Bà Maria đi viếng Bà Thánh Isabel. Và trong tâm tình của chiều hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể đất nước Hoa Kỳ nhớ lại tất cả các chiến sĩ trận vong. Và trong tâm tình này, chúng ta cũng thành tâm sám hối và ăn năn. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thấp hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chính sách tông đồ công vụ.
Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê thì không được cứu độ. Do đó, Phaolô và Barnabas đã tranh luận gắt gao với họ. Bây giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnabas và một ít người khác thuộc phe họ lên Jerusalem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Bây giờ các tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phaolô và Barnabas. Đó là Judas, gọi là Barsabas, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoài ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ. Vì thế, chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnabas và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuda và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kiếp này, là anh em hãy kiên độ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm. Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, ống ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, chỗ 12 cổng. Trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ, con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Đó là lời Chúa. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Lời Chúa.
Bài phúc âm tuần trước và tuần này một lần nữa mời gọi tất cả mọi người là những người con của Thiên Chúa và là anh chị em trong Chúa Kitô chúng ta thực hiện đức bác ái. Nói đến đức bác ái thì rõ ràng chúng ta biết tất cả các chiến sĩ không những chỉ có lòng yêu tổ quốc mà dĩ nhiên đối với họ, họ còn yêu hơn, đó là yêu Thượng Đế mà họ tôn thờ. Và vì Thượng Đế và vì tình yêu thương cho tổ quốc, họ đã hy sinh và nằm xuống để gìn giữ vẹn toàn đất nước. Kế đến, tất cả các anh chị em trong hội Lesbo Marie cũng trong tinh thần yêu thương đó. Và trong đêm vọng phục sinh vừa qua, cộng đoàn chúng ta đón nhận hai chị em tân tòng cũng là kết quả đạo đức bác ái và hy sinh làm việc tông đồ của các chị em, anh chị em trong hội Lesbo Marie mà chiều hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng với hội mừng mẫu mạng. Chúa Giêsu Kitô nói trong tuần trước: người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con thương yêu nhau. Đúng là như vậy. Qua tình thương này mà mọi người đã nhận được anh chị em là môn đệ của Chúa Kitô. Khi nói như thế, Chúa Giêsu Kitô đã cắt cho tất cả những anh chị em, cả chúng ta nữa, một giấy chứng minh nhân dân, hay mình gọi là cái ID, để thuộc về đâu? Đây là một tờ giấy chứng nhận thuộc về nước Chúa, nước trời. Vì thế căn tính của tất cả những người thuộc về nước Chúa, nước trời này không phải là màu da, không phải là ngôn ngữ, cũng không phải là phong tục tập quán, mà là một trái tim. Và người ta sẽ nhận ra tất cả môn đệ của Chúa Kitô cũng không phải dựa trên chiều cao, sức nặng, nhưng một trái tim thể hiện tình yêu thương. Bài đọc 1 trong sách Tông đồ Công vụ cũng nói về những luật lệ của người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, vân vân và vân vân. Nhưng Thánh Phaolô một lần nữa muốn minh chứng rằng đối với những người là công dân của nước Chúa thì không dựa vào tất cả những lề luật quá khắt khe hoặc chi tiết hoặc là tỉ mỉ hoặc là ngoài cái biên giới của trái tim, tình yêu. Vào chiều tối hôm nay, Chúa Giêsu Kitô lại một lần nữa nhấn mạnh: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúa Giêsu Kitô dùng một cụm từ là chúng ta. Chúng ta ở đây có nghĩa là giữa sự mối liên hệ của Chúa Cha và Chúa Con dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, ba ngôi của một Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Thiên Chúa ba ngôi ngự trong cung lòng của chúng ta khi mỗi một người, ông bà và anh chị em thể hiện tình yêu thương này. Và khi nói đến đó, Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa vào bất cứ một lề luật nào khác, hay là trong tuần trước là dựa vào màu da, hay là phong tục tập quán, sức nặng chiều cao. Và chiều hôm nay, Ngài cũng không dựa vào những cái đó. Ngài vẽ lên một cái biên giới mới, một cái biên cương mới của nước Ngài. Nhưng cái biên giới này, cái biên cương này, nó không xác định bằng sông, bằng núi, bằng rừng, bằng biển, nhưng bằng một tấm lòng.
trái tim của tình yêu. Và dĩ nhiên, cái biên cương này nó không có giới hạn trong bốn cái bức tường của nhà thờ này. Nói về thể lý, đó là bốn bức tường, nhưng cái biên cương của trái tim, biên cương của tình yêu, nó không có cái sự giới hạn theo mặt thể lý, và nó dựa vào tinh thần. Và khi dựa vào tinh thần thì không thể nào có một sự giới hạn biên cương nhất định. Vì thế, điều quan trọng tối hôm nay mà con muốn mọi người chúng ta cùng suy gẫm, đó là không phải ở trong nhà thờ hay là ở ngoài nhà thờ, mà đặc biệt ở đây, ở trong hay là ở ngoài của tình yêu, đó mới là điểm nhấn. Ai mà ở ngoài nhà thờ mà họ lại ở trong tình yêu của Thiên Chúa thì rõ ràng người ấy thuộc về nước Chúa. Trái lại, ai hiện bây giờ cả con, quý ông bà và anh chị em ở trong nhà thờ đó, nhưng trái tim của ta ở ngoài tình yêu của Thiên Chúa, thì người ấy vẫn còn ở ngoài nước Chúa. Trong nước của Thiên Chúa không còn phân biệt. Đặc biệt nếu chúng ta muốn nhấn mạnh có thần hay là không có thần, hữu thần hay vô thần, nhưng chỉ có một điều ở trong nước Thiên Chúa chúng ta có thể dựa vào: có tâm hay là vô tâm. Có tâm có nghĩa là có trái tim biết yêu thương, vô tâm có nghĩa là có trái tim đó nhưng trái tim không biết yêu thương. Vì thế, chiều tối hôm nay con mời gọi mọi người chúng ta, sau khi chúng ta rước lễ xong, chúng ta nguyện xin Chúa một lời nguyện chân thành cho tâm hồn, trái tim của chúng ta. Xin cho trái tim của chúng con biết cảm thông với những người xung quanh, bởi vì một trái tim biết cảm thông là một tờ giấy chứng minh là chúng con là người công dân của nước Chúa. Và mẹ Teresa thành Calcutta nhắn nhủ với tất cả mọi người: hãy trao tặng tình yêu thương ở mọi nơi mà bạn đặt chân đến, đặc biệt trước hết nơi mà bạn đặt chân đến, đó là ngay chính căn nhà của bạn. Xin cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trong mọi mục vụ, để hiểu nhất mọi người trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi cơ thủ luôn được linh hướng của Chúa Thánh Thần, để tích cực đóng góp phần xây dựng hiệp thông trong Hội Thánh, làm kết cục đem yêu thương và niềm vui đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi quân binh của tiểu đội đạo huynh Đức Mẹ Nhân Mẹ mừng lễ quan thành được tràn đầy đức ái của Mẹ Maria, để các quân binh luôn nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người, mọi gia đình trong cùng đoàn giáo xứ ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, lắng nghe và tuân theo lời Chúa, và làm việc bác ái chia sẻ với mọi người trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa trả công bồi hậu cho các ân nhân đã đóng góp xây dựng nhà Chúa trong cộng đoàn và linh đại Đức Mẹ La Vang.
cho các anh chị em đau yếu được ơn chữa lành và cho cha Ismael được sớm lành mạnh. Xin cho các y lễ, các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em đã qua đi được sớm hưởng nước Thiên Chúa và các ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và hai thánh mẫu mẹ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa, thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giáo phận chúng con, Đức Cha Kevin Van, hai Đức Giám mục phụ tá, Đức Cha Thành và Đức Cha Timothy và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Các linh hồn chúng con nhớ trong thánh lễ chiều tối hôm nay cũng như suốt tuần này: Anton, Agatha, Martha, Vincente, Ferro, Giuse, Maria và đặc biệt linh hồn Maria Teresa, thân mẫu của anh hùng cựu chủ tịch lễ dỗ 3 năm. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, tất cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử Vị Đạo nước Việt Nam, thánh Cecilia và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người hiệp với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn chúng ta nhà quyền cả.
Đoàn chúng tôi là đoàn quân binh của mẹ Maria. Chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả các quý vị ở trong cộng đoàn, mời quý vị tham gia đoàn quân binh của Đức Mẹ để phục vụ dưới lá cờ của Đức Mẹ, để mưu ích cho các linh hồn và đem Chúa đến cho mọi người theo gương mẹ Maria. Chúng tôi mong lắm thay. Kính mời quý vị và kính mời quý vị ghi danh để bảo hộ chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị.